PCBM mùa hè bắt đầu ha. Này xe đấy luôn, anh để dưới này nha. Bảo à, thắng nó từ đầu ngày là khỏe rồi. Để là game đầu em thắng rồi đó. Đánh xong ra này là có ban mít luôn. Sao không? Không giết nó không? Cho nó thua. Tại vì nó bắn lên ca của em. Nó bắn con nào không bắn, nó bắn đúng con ca. Ủa gọi lên ca hay bắn gì? Ủa chúng cho tao có bắn chi xe, bắn chi xe rồi. Bắn chi xe chuyện mấy cái em đáp rồi. Này vậy là không mình đánh, mình đánh được tính mấy ngày một mà. Đánh được sao mình tích cử mấy ngày một mà. Chắc cũng chịu. Quá, tao phải đấy cái gì, tao sẽ ủng hộ đó. Mày bây giờ. Nhìn đây, tôi bắt đầu có thằng Fury đó. Ủa sao, cái này là... Nói chung với ốc này. Quá. Rút mà. Fury. Cái đám này là Fury. Đâu. Chính. Vậy là con mắt của mày đẹp bình thường, tức là mày cũng là một thằng Fury. Để chơi cái đầu mà. Show hand, đi trước cho mượn hand. Đi sau mượn hand. Nó mò vui mai UC. Bắn hết, bắn hết. Nó mò vui mai UC special area. Nghe tụi thấy lại kim nè. Xin Linh năm lên Mỹ Dương mất tẩy. Cái này không cái này không
xây thế của nó, sau đó là sắp quái của nó phương bằng cái số vé tháng rồi sẽ sử dụng. Thank you.
ra đúng không? Đi game ngon hơn không? Con gái.
hình của Alexia này. Con này là điều khiển sập đó, là sinh số 1 kiểu này gì kiểu nữa. Nếu con này là sinh số 1 không mà chắc bên Trung Quốc không nhầm không có đi chơi nữa đấy rồi đấy Yeah.
tại vì sinh số một thì vì sinh số một thì sinh số một bây giờ chồng bây giờ
special hunter. Anh chắc chắn thì special hunter, nhưng mà special hunter anh xét sắp thì sao? Sắp thì sao? Special hunter có phải là cái con nó là bé sò nhưng mà sắp không phải nó cũng không tính là bé sò hunter. Ơi, con này khó nè. Cái đó không có. Rồi, để cho mình xem kiểu gì hết rồi. Severus nó chạy lên, nó được bắn con sấp mặt khi mà con đó đã từng Battle Summon được không? Được. Ok. Tại vì nó đâu có nhớ cái cách Summon nó đâu rồi, cái Summon nó đâu. Ừ. Được. Tại sao không? Con Severus nếu không EG là phải bắn bay up thì vẫn được bắn set. Bắn nó bắn Hunter một target một set set mà nó bắn Battle Summon một target một target một Battle Summon nó in gió của mình main Hunter do tức là đáp ứng điều kiện nó ở đây được rồi. Được được. Nó nói chung là Summon mà up cũng được bắn được, Battle Summon cũng được. Nó kêu quên là nó toàn nghe ép rồi.